Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, sáng thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2023, từ thành phố Cần Thơ. Hôm nay tôi xin tường trình về câu chuyện của ông Alexei Navalny, là một người nổi tiếng chống lại Tổng thống Vladimir Putin và bị giam giữ tù. Ông này á, thưa quý khán giả, vào ngày 11 tháng 12 năm 2023, tức là cách đây 2 tuần, thì những người mà ủng hộ ông và các cơ quan truyền thông báo chí của nước Mỹ và những cơ quan về vấn đề mở ngoặc đóng ngoặc là nhân quyền làm ầm lên, nói rằng ông bị mất tích. Họ cho rằng Tổng thống Vladimir Putin làm chuyện gì đó với ông để mà Tổng thống Putin không có đối thủ tranh cử trong tháng 3 năm 2024. Lạ vậy đó. Nhưng hôm qua thì chính các cơ quan truyền thông báo chí của Tây Phương và nước Mỹ như CNN, CBS và Reuters đã cho biết hiện giờ ông Alexei Navalny ở đâu. Họ nói như thế này đây. Đó là ông Alexei Navalny đã tìm thấy được ở tại trại giam ở phía cực bắc, cực đông bắc của Siberia, tức là Tây Bá Lợi Á đó. Những người ủng hộ của ông, những người tìm ông đã tìm thấy. Họ cho biết như thế. Họ đã mất thông tin liên lạc với ông 2 tuần rồi, nhưng bây giờ họ đã thấy ông. We have found Alexei Navalny. Người phát ngôn viên là bà Kira Yarmish đã viết ở trên mạng xã hội X. Mạng xã hội X tức trước kia là mạng xã hội Twitter. Bà ấy nói tiếp, He is now in IK3. Ông ấy đang ở IK3, in the settlement of Karp, ở nơi định cư của Karp, in the Yamanets Autonomous District, ở trong khu vực tự trị Yamanets. Bà ấy viết tiếp, luật sư của ông ấy trong ngày thứ hai, tức là ngày hôm qua đó, đã tới nơi đây và đã thăm ông ấy. Và luật sư của ông ấy trả lời, he is doing well, nghĩa là ông ấy vẫn khỏe. Tình trạng của ông ấy như thế chứ đâu có phải giống như là những gì mà người ta nói trước đây, đó là có thể Tổng thống Putin mà họ đồn lên đủ thứ hết. Nhiều thuyết âm mưu, nào là giết ông ở trong tù, nào là ông đã chết rồi, vân vân và vân vân. Như họ đã từng nói trước đây, nhất là sau khi mà ông đã vắng mặt sau ngày 11 tháng 12 năm 2023. Họ nói rằng là ông đã bị giam ở trong trại giam cách xa thành phố Moscow khoảng chừng 200 mấy chục cây số. Thì ở nơi đây họ nói rằng là ông đã bị đối xử một cách tàn bạo, coi như là không được tiếp cận với thức ăn một cách đầy đủ và bị tra tấn ở những nơi không có khí thông hơi. Ý nói rằng là họ dùng cái không khí khắc nghiệt để mà sát hại thân thể ông. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ ông đã xuất hiện. Và chính luật sư của ông cũng nói, he is doing well. Ông ấy còn khỏe. Dẫu vậy thì trại giam mới ở tại Siberia, thì nhiều người cho rằng trại giam đó quả thật là khắc nghiệt. Vì trại giam IK3 Penal Colony ở tại Karp là một trại giam được nổi danh là trại giam của Bắc Cực, là trại giam mà họ gọi là sói Bắc Cực, Polar Wolf, là một trong những trại giam ở phía Bắc và là xa xôi nhất. Trại giam này phải nói rằng là trại giam ai mà nghe tới đều là rùng mình hết vì nó rất là khắc nghiệt. Và họ nói rằng trước đây vào tháng 4 năm 2023, Giám đốc cơ quan liên bang trại giam của nước Nga là ông Arkady Gorstev, ông đã đến nơi đây có lẽ là để mà xem xét
và mới di dời ông Alexei Navalny về nơi đây. Về nơi đây thì xa khoảng chừng 3.000 mấy trăm cây số, cách xa Moscow như thế. Đường xá khó khăn, lạnh buốt, không thư từ, không có liên lạc dễ dàng. Thì nơi đây điều hành bởi một khu tự trị. Những quyết định của khu tự trị như thế thì có tính cách địa phương rất là khắc nghiệt. Liệu ông Alexei Navalny có chịu đựng nổi hay không? Cũng chính CNN nói rằng ông Alexei Navalny trước đây năm 2014, ông bị tòa án ở tại Moscow kết án ông 11 năm tù về tội nhận hối lộ, tham nhũng vân vân. Và ông không chịu trình diện với tòa án. Chính CNN cũng nói. Nhưng rồi họ nói ông bị đầu độc bởi chất độc Novichok vào năm 2020. Mà theo họ đó thì họ nói rằng là Tổng thống Putin qua quân đội của Nga đã đầu độc ông. Vì chất độc này chỉ có quân đội của Nga có một chất độc gọi là độc mà liên hệ đến cái dây thần kinh. Nhưng mà Tổng thống Putin và những người ủng hộ ông nói rằng nếu mà quân đội của Nga muốn đầu độc ông Alexei Navalny thì đã đầu độc chết rồi, làm gì có cái cảnh mà để cho gọi là bị hôn mê như thế rồi lại cho phép đưa ông đi qua bên Đức chữa trị. Ông đã qua bên Đức chữa trị xong rồi thì ông lại quyết định quay về lại nước Nga. Lúc đó thì tòa án của Nga mới ra lệnh bắt ông vì ông không có chịu thi hành án. Ông đã trốn tòa đó. Cho nên tòa án của Nga lại phán quyết cho ông bị 19 năm tù. Những người mà ủng hộ ông Alexei Navalny nói rằng là chuyện này không có, ông chả có ăn hối lộ và tham nhũng. Này là do động cơ chính trị vì ông Alexei Navalny chống đối Tổng thống Vladimir Putin. Đương nhiên những người ủng hộ ông nói như thế, nhưng mà những chứng cứ và các vật chứng, tang chứng, nhân chứng ở tại tòa là một chuyện khác. Không thể nào mình lấy lý do mình ủng hộ ông mà mình có thể mà gạt băng hết tất cả nhân chứng, vật chứng và tang chứng ở tại tòa. Tổng thống Putin đã nói rất rõ ràng rồi, không ai có thể ngồi chồm hổm lên trên luật pháp. Tất cả những gì mà ai làm thì phải để cho luật pháp của Nga xử. Ông Alexei Navalny có thể chống đối Tổng thống Putin nhưng không thể lấy lý do đó để che đậy những hành vi tiêu cực của mình. Đã làm thì phải chịu, và tòa án của Nga ở Moscow quyết định vụ này. Nhưng những người chống đối nói, ôi tòa án cũng là tay sai, là công cụ của Tổng thống Putin. Lúc nào cũng thế hết. Ngay cả việc bây giờ ông bị giam ở trại tù ở Moscow thì họ cũng nói Tổng thống Putin sử dụng trại giam như là một công cụ để mà chèn ép làm cho ông ấy suy yếu dần rồi bị tử vong trong tù. Không thấy ông hai tuần thì họ làm rầm lên bây giờ đó. Chính họ thấy rằng là ông Alexei Navalny đang ở trại giam ở phía bắc của Siberia, tức là Tây Bá Lợi Á. Nơi đây đưa cho nhóm tự trị ở nơi đó giải quyết vấn đề, để khỏi phải gọi là lúng cũng mất công đến chính quyền trung ương ở tại Moscow. Và tới địa phương thì họ rất sợ vì nơi đây ông Alexei Navalny cương lên đi. Cương lên đi với các cai tù ở những nơi xa xôi đó đi, thì biết liền thôi. Còn ông ở trong gần thành phố Moscow, ông nghĩ rằng có người này người nọ biết tin thì ông cứ làm rầm rời lên như thế. Cuộc bầu cử năm 2024 thì họ đã nói rồi. Nào là bà Yekaterin Dunsova bị loại bỏ chỉ vì bà ấy chống Tổng thống Putin. Tầm bậy, bà ấy vi phạm rất nhiều điều, trong đó có gian lận chữ ký. Chính ủy ban bầu cử của Nga đã loại bỏ bà. Còn mà tranh cử thì có 4 năm đảng phái to lớn tôi đã trình bày. Họ tranh cử đàng hoàng và thêm là ít nhất là 5 ứng cử viên độc lập nữa. Chính ra như vậy là khoảng chừng 10 ứng cử viên đối thủ Tổng thống Putin. Nhưng mà Tổng thống Putin vẫn đứng hàng đầu. Vì khoảng chừng 79-80% người dân Nga ủng hộ Tổng thống Putin. Nên người ta tin chắc
Tổng thống Putin sẽ tái thắng cử thôi. Đừng có lấy lý do mà chống Tổng thống Putin rồi bịa đủ thứ chuyện về Tổng thống Putin cũng như là suy luận đủ thứ hết. Như là báo chí Tây Phương loan tin như thế, cuối cùng họ cũng phải bẽ mặt thú nhận đó là ông Alexei Navalny hiện đã bị chuyển ra một trại tù xa xôi ở phía cực bắc của Siberia là Tây Bá Lợi Á, khu vực tự trị của thị trấn Sob bên đây. Xem thử ông Navalny cương như thế nào. Ông ấy bị án tù 19 năm nhé, về những tội hối lộ và tham nhũng cũng như là chống đối lại tòa án nhé. Thì xem thấy như thế nào? Đó là thông tin và góc nhìn của tôi xin gửi đến quý khán giả về tình hình sức khỏe của ông Alexei Navalny và sự thật ông có bị mất tích hay ông bị chuyển giam đến một nơi mà bây giờ đó chính những người ủng hộ ông cũng nói rằng là nơi xa xôi đó rất là khó khăn để liên lạc, nhưng ông he is doing well, vẫn khỏe. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.